nụ hôn bối rối đêm mê, tìm chút sướng vui ngại ngùng. Chủ nhật tuần này, ở tập tiếp theo, các bạn sẽ tha hồ bay bổng theo tiếng hát tuyệt vời của cô ca sĩ vừa đẹp vừa tài Đồng Lan. Nói đến hải sản thì làm sao bỏ qua được nhà bé Anh tại Đà Nẵng, phải không các bạn? Và một khi đã đến xứ Quảng thì cũng không thể nào bỏ qua được món mì Quảng dân dã mà đậm đà. Đặc biệt, trong tập này, các bạn sẽ tìm hiểu về nghệ thuật nước ván, một bộ môn thể thao dưới nước đang phát triển rất mạnh tại các bãi biển đẹp của Việt Nam. Tôi đã qua kia em, sao em còn tìm lại vết thương ngày xưa làm chi đến đau lòng. Gặp em giữa bao cuộc vui. Và cuối cùng, đừng bỏ lỡ một trò chuyện cởi mở với vô số thông tin bí mật của người làm phim từ đạo diễn Triệu Đô Charlie Nguyễn.